Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Các bạn thân mến, những bản tin thể thao bóng đá quốc tế mới nhất và hấp dẫn nhất sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục và gửi tới quý vị và các bạn trong những bản tin hàng ngày. Chính vì vậy, các bạn đừng quên bấm nút đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất. Và sau đây là những nội dung chính. Mbappe xác nhận sẽ rời PSG, huấn luyện viên Mourinho dẫn dắt Barcelona. MU quyết định tương lai cho Sofyan Amrabat. Không ngôi sao nào của MU tiến bộ dưới thời của Erik ten Hag. Mbappe xác nhận sẽ rời khỏi PSG. Mbappe cho biết sẽ đến lúc anh phải nói lời chia tay với PSG. Kylian Mbappe sẽ rời Paris Saint-Germain hay không trong năm 2024 là chủ đề lớn của chuyển nhượng bóng đá. Ngay trong tháng này, anh đã có quyền đàm phán tìm đến ông mới theo luật Bosman do Mbappe chỉ còn 6 tháng nữa trong hợp đồng với PSG. Đã có rất nhiều tin đồn về tương lai của đội trưởng đội tuyển Pháp. Real Madrid vẫn là câu lạc bộ anh có thể gia nhập nếu chia tay câu lạc bộ Paris Saint-Germain, nhưng bên cạnh đó khả năng đặt chân tới Premier League vẫn khả thi. Và cũng không thể bỏ qua trường hợp của Mbappe quyết định ở lại với PSG, rằng chính mà anh nói nếu có thể kiếm 10 tỷ euro bằng việc ở lại đội bóng thủ đô nước Pháp thì điều đó cũng đáng làm. Mới đây, Mbappe đã có cuộc phỏng vấn đặc biệt cho tạp chí Thời Trang GQ. Mbappe chia sẻ rất nhiều điều trong cuộc trò chuyện này, bao gồm không chỉ tương lai của anh và khả năng giữ Olympic 2024, mà còn nói về thói quen sinh hoạt lẫn suy nghĩ của anh về bóng đá hiện đại. Đã có rất nhiều cầu thủ vĩ đại trong lịch sử bóng đá rời châu Âu, cả trong quá khứ lẫn hiện tại. Mùa hè này không có ít cầu thủ như thế, và tôi nghĩ đây là một thời kỳ mới của bóng đá. Nó là một vòng quay tất yếu của môn thể thao này. Tôi đã nghĩ về điều đó, và sẽ tới lúc tôi phải rời khỏi Paris Saint-Germain. Đơn giản vì đến lượt tôi phải làm như vậy, Mbappe nói. Nhưng lúc này tôi chưa quyết định, và cũng chưa có lo lắng cho những điều đó. Thay đổi là điều luôn xảy ra. Tôi vẫn chỉ đơn giản nghĩ xem mình nên tiếp tục sự nghiệp ra sao, lo cho từng trận đấu một. Nói đến sự thay đổi, Mbappe cho rằng sau mỗi trận đấu là anh lại quên kết quả vừa giành được để hướng tới những trận đấu tiếp theo. Với tôi, bóng đá là môn mà dù trải nghiệm tốt hay xấu, tôi cũng đều gạt nó ở lại sau lưng một khi đã xong. Phải luôn luôn tiến bộ bản thân, thậm chí là mới. Ngày hôm nay, tôi có thể đá tốt cả hai chân, thì hôm sau, tôi phải rèn cách đánh đầu. Tôi làm việc với 6-7 huấn luyện viên trưởng và học được ở họ 6-7 cách khác nhau để thực hiện công việc của mình, Mbappe bình luận. Tôi luôn nhắm đến việc phát triển những mặt khác trong tiềm năng của mình, học hỏi là điều phải làm. Tôi đã có cơ hội gặp gỡ các vận động viên vĩ đại như Federer, Nadal, Djokovic hay Kravatic, ngôi sao bóng ném của người Pháp. Họ giúp tôi học được những bí quyết giúp cải thiện sự tập trung và tư duy trong thi đấu. Mbappe cũng đưa ra quan điểm về lịch thi đấu của các cầu thủ ngày càng dày hơn và rất ít ngày nghỉ dẫn tới quá nhiều chấn thương. Cả về mặt thể chất lẫn tinh thần, họ đang bị đòi hỏi quá mức vì số trận đấu ngày càng tăng. Lịch thi đấu bóng đá ngày càng giống giải NBA với mỗi mùa khoảng 70 trận, Mbappe nói. Về mặt cá nhân, tôi không phản đối đá nhiều, nhưng nhiều trận sẽ khiến các cầu thủ không thể đá tốt 100%. Quần chúng đến sân để xem những trận đấu thật hay và các cầu thủ thể hiện thật tốt, nhưng chúng tôi đôi lúc không đủ sức để đáp ứng cho họ. Và nếu chúng tôi nói mình cần nghỉ ngơi để lấy sức, tôi không nghĩ dư luận sẽ phản ứng tích cực với điều đó. Huấn luyện viên Mourinho dẫn dắt Barcelona. Sau khi bị AS Roma sa thải đột ngột, Jose Mourinho được dọn đường dẫn dắt Barcelona. Jose Mourinho tiếp quản AS Roma vào năm 2021 và dẫn dắt đội bóng này giành chức vô địch Europa Conference League trong mùa giải đầu tiên. Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã bị sa thải khỏi vị trí huấn luyện viên của Roma, được thay thế bởi cựu đội trưởng Roma Daniele De Rossi. Đây là lần sa thải thứ 6 trong sự nghiệp của người đặc biệt sau những lần bị bay ghế trước đó tại Tottenham, MU, Chelsea và Real Madrid. Theo tờ El Nacional của Tây Ban Nha, siêu cỏ khét tiếng Shawn Mendes đã liên hệ với Barcelona để giới thiệu Mourinho như một sự thay thế tiềm năng cho Xavi. Chủ tịch Joan Laporta của Barcelona có thể cân nhắc việc đưa người khác về thay thế huấn luyện viên Xavi nếu Barcelona không cải thiện thứ hạng tại La Liga hoặc thua Napoli ở Champions League. Theo tiết lộ của Football Transfer, Mourinho cũng có mối liên hệ chặt chẽ với phụ trách một trong bốn câu lạc bộ lớn nhất của Saudi Pro League, thuộc sở hữu quỹ đầu tư công Ả Rập Xê Út. Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha được cho là đã nhận những lời đề nghị kỷ lục thế giới và đã công khai tuyên bố rằng bản thân muốn làm việc ở Trung Đông. Chia sẻ với truyền thông hồi tháng 10 năm 2023, Mourinho khẳng định tương lai của mình sẽ nằm ở Saudi Pro League. Tôi đang tập trung vào AS Roma và tôi sẽ cống hiến hết mình cho đến ngày cuối cùng của tôi ở đây. Không ai biết trước được tương lai, nhưng tôi tin chắc một ngày nào đó tôi sẽ huấn luyện ở Ả Rập Xê Út. Tôi không biết khi nào, nhưng tôi khá chắc chắn đó sẽ là điều mà tôi phải làm. MU quyết định tương lai của Sofyan Amrabat. Theo nhà báo Dean Jones, MU đã quyết định sẽ không kích hoạt điều khoản mua đứt, qua đó giữ tiền vệ Sofyan Amrabat ở lại sân Old Trafford. Tiền vệ Sofyan Amrabat gia nhập MU theo dạng cho mượn từ Fiorentina trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua với mức phí 10 triệu euro. Tuy nhiên, sau gần 20 lần ra sân trên mọi đấu trường, tuyển thủ người Maroc không để lại nhiều ấn tượng như những gì anh từng làm được tại World Cup 2022. Ban lãnh đạo MU lo ngại Amrabat không phù hợp với môi trường khắc nghiệt như giải Ngoại Anh. MU dự kiến sẽ không giữ Sofyan Amrabat sau khởi đầu đáng thất vọng của tiền vệ người Maroc ở Old Trafford.
Yếu tố khác ảnh hưởng đến tương lai của Amrabat là đạt tiến bộ vượt bậc ở tài năng trẻ Kobbie Mainoo, người liên tục được huấn luyện viên Ten Hag trao cơ hội đá chính gần đây. Theo nhà báo Dean Jones, MU đã quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt Sofyan Amrabat, ông tiết lộ. MU hiện tại rất vui vì hợp đồng mượn Amrabat từ Fiorentina không có điều khoản bắt buộc phải mua đứt. Thương vụ này đã không hề mang đến kết quả như mong đợi. Họ sẽ cắt đứt mối quan hệ với cầu thủ này mà không hề hối tiếc. Đó là một thương vụ chuyển nhượng kéo dài và đã có rất nhiều kỳ vọng về việc Amrabat sẽ khắc phục một vấn đề lớn cho câu lạc bộ. Nhưng đến nay chúng ta vẫn chưa thấy điều đó diễn ra. Vì vậy cơ hội kiếm được một hợp đồng lâu dài của cậu ấy là gần như bằng không. Không ngôi sao nào của MU tiến bộ dưới thời của huấn luyện viên Ten Hag. Huyền thoại Arsenal Ian Wright tin rằng không có cầu thủ nào của MU tiến bộ dưới thời của huấn luyện viên Ten Hag và Marcus Rashford là minh chứng rõ nét. MU đang bị mắc kẹt trong cuộc chiến giành một suất tham dự Champions League sau trận hòa 2-2 với Tottenham. Đội bóng của huấn luyện viên Ten Hag đang xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh, kém đội xếp thứ 4 là Arsenal 8 điểm và còn đá nhiều hơn một trận. Cựu huấn luyện viên Ajax cũng phải đối mặt với những lời chỉ trích về màn trình diễn của MU trước Tottenham, đội chơi ấn tượng tại Old Trafford và sở hữu nhiều cơ hội hơn. Huyền thoại Arsenal Ian Wright tin rằng không có cầu thủ nào của MU tiến bộ dưới thời của Erik ten Hag. Ông nói: "Tôi nghĩ không có cầu thủ nào của MU tiến bộ dưới thời của huấn luyện viên ten Hag tại Old Trafford. Bạn có thể nhìn vào các cầu thủ của Aston Villa sau khi Unai Emery thay thế Steven Gerrard, hay nhìn các cầu thủ Tottenham sau khi Antonio Conte được thay thế bởi Postecoglou. Các cầu thủ MU không tiến bộ, trong thực tế họ đang trở nên tồi tệ hơn. Tôi đã xem Rashford ở trận đấu với Tottenham, cậu ấy đã ghi được một bàn thắng, nhưng trong cả trận đấu, cậu ấy có rất nhiều lần xử lý rất tệ. Từ đầu mùa giải ngoại Anh, MU đã quá quen với những màn trình diễn của Rashford, cậu ấy đại diện cho những cầu thủ không tiến bộ ở MU dưới thời của Ten Hag. Bạn xem trận đấu giữa MU và Tottenham không? Tottenham Hotspur thì vắng nhiều trụ cột nhưng cầm bóng 68% và thống trị trận đấu. Cách MU bắt đầu trận đấu thật hoàn hảo nhưng họ chỉ chơi tốt trong 10 phút đầu. Sau đó Tottenham mới lại thế trận, họ kiểm soát bóng áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội. Đây là lúc MU gặp vấn đề và họ không biết phải làm gì, phải chơi bóng như thế nào khi mất quyền kiểm soát vào tay của đối phương. Đây là lý do tại sao Tottenham chuyển bóng liên tục, tạo dựng sự tự tin và cuối cùng họ có được bàn thắng. Các cầu thủ MU dường như không thể hiện được những gì mà Ten Hag mong muốn, họ gặp khó khăn trong việc thực hiện về triết lý chiến thuật của huấn luyện viên. Tôi nghĩ thật tuyệt vời cho MU khi ngày Jim đến, bởi ông ấy muốn tạo ra những sự thay đổi và ông ấy cũng là một fan hâm mộ của câu lạc bộ. Chắc chắn sẽ có những thay đổi lớn tại Old Trafford trong thời gian tới. Bản tin ngày hôm nay của Góc nhìn bóng đá đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.